đưa mấy bạn lịch sang cho cháu thì cũng ầm ầm một chút để làm phiền, thì chuyện tình cảm thì nó nói ra nó cũng dở người ra bạn. Thì bây giờ là Ngọc đưa sang thì mấy bạn này kiểu như vấn đề là cháu tìm hiểu Ngọc đấy, nhưng mà trong khi đó là trong cái lúc đang tìm hiểu ấy thì cháu có gọi là tăng Ngọc lên đây rồi, đúng không? Thì Ngọc cũng có nói là ví dụ như là cháu có nói là lì xì cho em người, đúng không? Thì em chưa lì xì lại ấy, thì Ngọc cũng có bảo là đây em lì xì em lên rồi. Nói chung là tình cảm nó nhiều phía cạnh. Nói gọn là chia tay đòi quà, đúng không? Gọn thôi. Nói gọn là bạn không đến lượt nói. 4.0 thôi. Bây giờ là cháu muốn Ngọc ấy. Tại vì Ngọc bảo là từ chối tình cảm, tình cảm của cháu. Nhưng mà trong đó cháu vẫn gửi Ngọc những cái món quà của nó ấy, nhưng mà Ngọc không từ chối nên là cháu cảm thấy cháu bị lợi dụng. Đấy, đại loại như là vậy. Nên là cháu muốn nói như gọi là Ngọc tự giác là gửi lại cháu để cháu dành tình cảm đấy cho người khác. Ok. Đấy, nên là thế gửi lại ông tiền chưa? Gửi lại rồi, nhưng mà mới bạn mất lịch sự quá, mất lịch sự này cũng được. Mất cả sang nơi nhà. Mình là thành viên nhé. Nói chuyện với nhau là mới đi tính cả, nghe thôi bạn nhé. Rồi. Đây, rồi nhà đây là để xuống lấy tiền. Nó có dám xuống đâu? Nó không dám xuống. Nó có dám xuống đâu? Mày ở nhà đúng không? Thế tao hỏi mày nha, tao bảo là giờ sân bóng mà, đúng không? Chúng mày đi âm âm, đi âm vào nhà tao, bố mày tao ngủ đấy. Chúng mày đi âm âm mà. Bác không ngủ cho mày. Bác ngủ rồi đấy. Đấy là đến đấy, là chúng mày là chụp anh các kiểu tao. Này bảo bác lấy chuyện nhé. Vâng. Hôm nay bác xin lỗi thật. Đây bác lấy chuyện này. Nhưng mà Ngọc có nói chuyện là có đặt vấn đề. Là cháu muốn đặt vấn đề tìm hiểu em. Vâng. Nhưng bác bảo cho năm nay mới học năm 2. Vâng. Mẹ yêu cầu còn nghiêm túc học. Bảo cho ra trường có nghề nghiệp rồi, tìm hiểu ai đủ đấy. Không, nếu mà không yên để bằng cái chuyện người lớn nhá. Cứ nếu mà cháu không nghe bác, cứ cháu cắt đứt bác thì thôi, bác không nói. Đời đấy thì năm mới nhá. Các cháu đến chơi nha, bác rất quý. Nhưng mà đến trong cái tính trang đấy thì bác không quý nổi. Cháu thật thì sao như thế. Các cháu đến nhá, các bác chơi quý. Nhưng với một cái tư cách bạn bè, nếu như không phải thì nhiều cái bạn mà đúng không? Con nói con thì cháu một câu là gì rồi đấy. Nếu mà để mà nói, cháu không nói ấy, thì cháu cũng biết cháu có hỏi là bố mẹ cháu có nghĩa rồi. Chắc cháu hỏi ai như thế không? Cháu là thằng nó người lớn cái thằng này nghe xưa ấy. Những cái thằng thằng trà người ta dài thì đây là con nói chuyện nghe xưa. Vâng, đúng rồi. Bây giờ. Nhưng bây giờ nó cũng thế. Nên cái thằng thằng trà người ta nó hỏi chơi, bật trên cả gái, con nói được không? Con thì bác không biết là cháu đang ngồi nhìn cái gì thì bác biết. Vâng. Nhá. Đấy. Thì con đi. Nếu mà Ngọc nó cảm thấy nó không cho cái gì bạn